Thì cái nhà mình buổi ăn sáng của chùa Kinh thì mình đến đây mình ghé thêm hay có một buổi ăn sáng của chùa Kinh giống như hàng ngày luôn á cả nhà mình. Thì ở đây thì các cô phục vụ rất là sớm luôn, làm sớm cực kỳ luôn nè cả nhà mình. Giờ này là các cô đã có mặt để phục vụ buổi sáng cho bà con ở đây. Sáng mình ở đây mình phục vụ rất sớm luôn hả cô? Sáng mình ở đây mình phục vụ rất sớm luôn à. Sao giờ tới đây có mặt? Dạ, có mặt để mình làm kịp giờ phục vụ cho bạn. Dạ. Ngang ông Lục nước. Dạ. Mệt lắm, nhận qua đứng thầy đứng dọ chân. Chúc cho các cô là nhiều sức khỏe nè. Dạ. Dạ. Cái này miệng tiên á, phải thuốc tiên. Dạ. Ủa không về hả? Dạ, con có về một tí rồi con quay lại. Nhiều quá. Dạ có. Tại vì về nghỉ ngơi tí đi quá mỏi chân. Tự bởi vậy. Dạ có, hôm qua con có quay ở đây lên chịu view luôn á. Dạ. Kênh của con Sang Trần Vlog. Sang Trần dạ. Vlog. Hoặc là Sang Miền Tây, hai kênh. Sang dạ. Ở đây ấy, mình nói mà gì? YouTube Sang Miền Tây là lên phải không? Dạ, Sang Trần Vlog cũng lên. Sang Miền Tây. Dạ hai kênh lên. Luôn, hai kênh luôn. À. Dạ có hai kênh. Dạ. Kêu sang miền Tây đi mau. Quay. Mấy là lên chưa? Dạ lên quá trời luôn cô ơi. À. Dạ. Mấy khán giả kêu quay mấy cô nhiều hơn nữa. Ừ. Nói mấy cô dễ cưng quá trời. Dạ. Dạ. Thì có mấy cô bình luận á, chúc sức khỏe cho mấy cô á trên kênh của con á. Thì ở đây nè, cả nhà mình cũng biết là các cô là từ một công đoạn từ vô cơm đến công đoạn vô hộp và đóng vô như là thịt, rau rồi gì, phục vụ tận tình cho hoàng tử đến đây luôn. Dạ. Hôm qua mình có dự đoán là mình đãi bao nhiêu phần không cô? Có dự đoán. Không có phần đâu, ngày qua dạ. 60-70 thịt luôn á. Dạ, quá nhiều. Đón là đón không kịp đâu, nhiều lắm. Dạ. Biết sao bàn là đầy luôn, cái nên biết bàn là nhiêu đó. Người ta vô cũng như là 5 người, 7 người, 10 người rồi vậy đó. Dạ. Chứ không có đám cưới vô đầy 10 người đâu. Dạ. Vậy đó. Mình có dự đoán hôm nay là gấp đôi như hôm qua không cô? Gấp chắc 1.5 ạ. Dạ. 1.5 luôn á. Dạ. Hôm nay chắc là lượng khách nhiều hơn hôm qua. Nhiều hơn. Dạ. Bữa nay là ngày giữa hả? Dạ. Qua 13 đầu. Dạ. 4 dĩa 15 đuôi. Dạ. Mấy cô vui tính quá trời. Vậy Dạ sáng nay chiên thịt không kịp luôn. Dạ. Rồi mấy người mà người ta xin nó nói ngay mình cũng cho. Dạ. Cho mà sớm quá làm cho mấy không ăn được không kịp á. Dạ. Sớm mà xin sớm quá. Dạ. Chúc con ở đây con cũng thưởng thức hộp cơm của mấy cô để dạ. Ăn đi, ăn sớm đi. Dạ. Dạ con quay chút rồi con cũng thưởng thức. Dạ. Dạ. Thì như là mình đứng nhiều mình bị mỏi chân nhiều quá không cô? Dạ. Nó các vị cũng thấy rồi đó. Thì các cô là lớn tuổi hết rồi và cũng sức khỏe nên là cũng cố gắng phục vụ cho bà con trong diễn ra 3 ngày đại lễ chết ghế Sima của chùa Ổ Chum. Cái này nhà ở bên An Giang ta lại tiếp nấu cơm nữa ha. Dạ. Nó ăn khô nấu chết bà. Dạ. Như là cái đó mà từ thiện hay mình mướn người ta con? Từ thiện. Dạ. Cũng phải gọi từ thiện. Dạ. Ông ta cho luôn á, gạo ông ta đem lại luôn á. Dạ. Chắc bên đó là bên Phật giáo á. Ừ, bên An Giang á. Dạ. 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 Bên An Giang làm từ thiện nhiều lắm. Tôi hỏi người qua dạ. Giám sát luôn á. Cũng như mình hỏi là này mình nấu mướn hay là gì vậy đó. Dạ. Mấy ông nó nói này tôi làm từ thiện là tôi không có là lấy tiền. Dạ, chúc con qua con hỏi tí. Ừ. Dạ, không có đem lại luôn á.
Dạ. Rồi đồ đạc của người ta luôn bán mình dạ. Lò đó là người ta đem lại hết luôn. Lò của mình mà nồi của ta. Dạ. Dạ. Rồi ở trên cái mâm đó là mình dụ sao vậy cô? Đúng. Trên những cái mâm đó là cho nhà sư á hả? Cho nhà sư, cho nhà sư. Dạ. Cơm thì ở đây thì cả nhà mình cũng biết đây là những phần cơm mà để phục vụ cho nhà sư. Nhà sư ở tại ngôi chùa Ô Chum nghe cả nhà mình. Thì đây là một cái phần để chúc cái cúng cho nhà sư. Mỗi người một công đoạn rất là làm rất là gọn luôn. Dạ. 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 Như là thịt này là ở đây là tự mình làm hết luôn hả cô? Tự mình làm đó con. Dạ. 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 Đông người mới kịp. Dạ. Mấy cô sáng làm gì mình có ăn sáng chưa? Chưa, chưa. Dạ, sao mình không tranh thủ ăn sáng đi để mình phục vụ cho khán giả? Đợi tới là bắt đầu tới bắt làm. Dạ. Một câu ba một cuốn này mới ăn được. Dạ. Hai nhau ăn vậy đó. Dạ. Thì mình sẽ qua bên công đoạn cắt thịt nha cả nhà. Mình sẽ vô trong cái khu mà cắt thịt ở đây. Chào các cô ở đây. Mấy cô cắt thịt ở đây. Chào các cô à. Các cô là bên đội cắt thịt luôn hả cô? Dạ. Các cô qua đây sớm không? 6 giờ tới. Dạ 6 giờ. Dạ. Mình đây là thịt ở trong chùa mình làm hết luôn hả cô? Thầy người đây bận kia, người kia bận nọ vậy thôi. Dạ. Tiếp nhau. Thôi chị Tài là chùa có năm cái số này hay lắm. Chị Tài đó, ở chị Tài đó. Đây là thịt rất là ngon. Thịt ngon ha. Dạ ra. Quá bình nó lại, con quá bình ra rồi. Con kia thử đi. Quá hồi hộp. Đang thay cái bình đó. Đang xay bình ga. Ở đây thì mỗi cô có một cái công đoạn nhiệm vụ của mình hết. Bên đây là khu của các cô tiểu ban hậu cần là phục vụ về cái bên hậu làm cơ chế. Còn những cái cô mà ở bên đây thì mình vô trong bếp ở trong này. Rồi mấy cô ở đây là đang sơ chế về sơn thịt heo. Và có những cô đang phục vụ. Ở đây mình đang găm thịt luôn á cô. Để cho phục vụ. Dạ. Dạ chiên. Dạ. Cái đó là con đầu cuối. Dạ. Sáng là mình đến đây sớm hả cô? Sớm, 4 giờ mấy là tới đây hết rồi. Dạ. Thì mình khi mà chùa mình xây mới thì mình cảm giác như thế nào cô? Vui lắm, tại vì lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi mới được xây lại chùa, sửa sang lại. Thì cái dạ. Mới làm lễ Khánh Thành, người Việt người ta kêu bằng Khánh Thành. Dạ. Người Miên người ta, người Khmer người ta kêu bằng Sê Ma. Dạ. Đó là lâu lắm đó, mới được làm á. Dạ. Cái Sima này người ta sửa sang cái chùa thiền lại á. Dạ. Rồi dân tộc mình vui lắm. Thế vậy bà con trong xóm ai cũng đều mừng lắm. Dạ. Người ta đi tiếp đi phụ đó. Dạ. Đã tháng đó, mấy tháng trời đó đi tiếp đó, đi phụ dạ. Chùa á. Tại Dũng Tư này ổng lại ổng xin chùa sửa sang lại đàng hoàng dữ lắm.
Dạ. Thấy đẹp, ai cũng vui hết. Thành ra già trẻ thì ai cũng qua chùa tiến hết trơn á. Dạ. Cô ở gần đây không? Ở Hữu Xã. Dạ. Con chúc cho cô nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều ha. Dạ. Cô bên hội hậu cần luôn hả? Hay dạ. 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 Ở đây có những cô mà từ đội với nhau phân chia rõ ràng hết. Để làm chào các cô nha. Ở đây bên gọt củ cải trắng. Dạ. Dạ, cái này mà cải trắng thì mình làm gì cô? Làm súp. Làm súp. Dạ, làm dưa. Ở đây như là phân chia đội hết trơn để làm một người có một công đoạn riêng hết. Dạ. Mấy cô ở đâu đến đây? Cô ở cũng ở tại đây. Tại đây. Dạ. Cô ở Trần Đề. Trần Đề. Dạ. Trần Đề đến đây sớm không cô? Trần Đề cô lại ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình ngủ đây luôn. Tối lại chơi hết một đêm. Dạ. Giờ bữa 25 về. Dạ. Khi cô giờ đến đây ngôi chùa Ô Chum thì cô cảm thấy ôi chùa Ô Chum như thế nào? Thế nào thấy cảm thấy cũng bóng hết rồi vui. Dạ. Dạ. Cô thấy ô chùa Ô Chum nó có đẹp không? Đẹp. Dạ. Đẹp. Chùa này đẹp. Dạ. Có hồ sen hồ gì nữa là đẹp. Dạ. Diện mạo mới quá hoàn toàn. Cô cũng lâu rồi, cũng gần 40 năm rồi mới quay lại đây một lần nữa. Dạ. Dạ. Hồi đó cô lại, hồi đó cô còn 17 tuổi. Cô lại á, hồi mà ngày qua lại cũng hồi hộp, sợ lạc đường, kiếm nhà bạn không thấy. Cô cũng hỏi cùng hết trơn á. Dạ. Hỏi cùng hết trơn á. Mà không ấy cô cũng không có được lên lại 40 năm, cũng gần 40 năm cô cũng không được quay về đâu. Quay về đây nữa đâu, mà tại vì có Sama rồi cô có cơ hội nhà bạn ở đây rồi cô lại chơi. Dạ. Dạ. Thì khi đến chùa cô có cầu nguyện gì không cô? Khi mà đến chùa này cô có cầu nguyện gì cho mình không? Có cầu nguyện. Cứ kiếp sau vậy đó. Dạ. Kiếp sau cho làm ăn giàu hoặc là cho mạnh giỏi gì cả nước gì đó. Ừ, dạ. Cả thế giới á. Dạ. Cho mạnh giỏi cả thế giới luôn á cô cầu nguyện như vậy đó. Vậy mình ở đây mình chơi 3 đêm mình về luôn. 3 đêm cô về. Gì đúng rồi các cô. Lâu lâu có một lần thì mình ở đây mình chơi 2-3 đêm mình về. Dạ. 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 Khi mà ngôi chùa xây mới thì cô cảm nghĩ gì thế nào ngôi chùa này cô? Mừng lắm. Mừng. Dạ. Dạ. Phước lớn này làm cái ngôi chánh điện là đẹp gì đó. Dạ. Dạ. Từ khi mà sư cả về đây thì ngôi chùa này hoàn toàn đổi mới luôn. Dạ. Cô cảm nghĩ về công đức của sư cả như thế nào cô? Nói chung là công đức của sư cả rất là giỏi. Dạ. Rất là giỏi luôn. Dạ. Biết mà là làm cái chánh điện cái chùa thì thật khỏe thì đẹp gì. Người dân á trong sống rất là vui. Dạ. Thì cảm ơn những chia sẻ của mấy cô. Rồi chúc cho mấy cô luôn luôn mạnh khỏe nha. Để phục vụ nhiều lễ hội hơn nữa. Dạ, cảm ơn các cô. Ở đây thì bên kia thì các cô bên cà chua. Để là bên đây giờ mấy cô là bên dưa leo. Dưa leo. Để dĩa cơm. Dĩa cơm. Dạ, mấy cô sáng ăn sáng chưa mà làm sớm chưa? Dạ. Mà mấy cô ăn sáng chưa? Chưa. Chưa. Thôi mình ăn sáng đi rồi mình làm. Chưa đói đâu, bị chưa. Ăn sáng số mình chưa đói. Dạ. Mấy cô ở đâu đến đây? Ở bên Xà Phiên. Lại Xà Phiên là của Hậu Giang. Hậu Giang. Dạ, cô đến đâu chưa? Sáng sớm. Dạ, sáng sớm. Dạ, khi mà cô đến ngôi chùa, cô cảm nghĩ về ngôi chùa như thế nào cô? Thấy chùa vui rồi, thấy mình đi giúp nhau vậy đó. Dạ. Rồi ở sát bên thì mình đi biết nhau vậy, chùa cũng như gần nhau vậy. Dạ. Thấy chùa này cũng vui dữ lắm, anh em vui, khách cũng đông. Dạ. Thì lượng khách hôm nay chắc là gấp đôi hôm qua. Dạ. Tại dạ hôm nay là ngày thứ hai thì có những nơi xa người ta chưa đến đó. Dạ, còn ngày hôm qua là dự đoán là cũng trên 3,000, chắc hôm nay là cái trên nữa, quá đông. Dạ, cô có đi xung quanh hết khu vực chợ chơi rồi chưa? Chưa.
khi nào rảnh rảnh với mình đi hết trơn để cho biết như thế nào. Dạ cô đi đến đây ở Trà Phiên mình đi đông không cô? Đi cũng đông. Dạ nguyên một đội của mình luôn á. Dạ rồi con cảm ơn các cô, chúc cho các cô luôn luôn mạnh khỏe nha. Dạ thì cái nhà mình cũng biết là ở đây có những cái biệt đội rất là hùng hậu, và ở đây các cô ở bên đây là nấu súp, nấu súp để phục vụ cho cái bà con đến lễ Xi Ma. Cô ở này nấu súp nha. Cô là ở đây là bộ phận nấu súp coi hả? Dạ mình chia ra từ bộ phận hết hả cô? Dạ hai cái nồi quá lớn, ba nồi. Vậy một ngày vậy mình quy định mình biết mình nấu nhiêu đồ nồi không cô? Hai nấu liên tục. Qua ba nồi. Ba nồi. Chắc hôm nay đông hơn, chắc nhiều hơn quá cô. Dạ. Ấy qua ngày qua bốn nồi. Dạ. Thì hôm nay thì chắc có lượng khách là đông hơn ngày hôm qua á cô. Dạ. Mình cũng ở gần chùa này luôn hả cô? Gần cô. Dạ. Con cảm ơn cô rất nhiều, chúc cho cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Thì cả nhà mình cũng thấy là ở đây thì có những cô chú mà bên nấu cơm ở bên đây luôn. Nấu cơm ở bên đây như là đội nấu cơm từ thiện của bên đây. Ở đây có 6 cái lò nấu cơm nha, phục vụ cho bà con trong những cái ngày mà diễn ra lễ Xi Ma. Thì các bạn cũng biết là mấy cô chú ở đây là toàn là những cô chú mà nấu cơm không? Ở đây là các cô chú, các chú ở đây là bên An Giang phải không các chú? Ờ, ở đây dạ, An Giang. Dạ. Dạ. Mấy chú là bên nấu cơm từ thiện hết trơn ở đây hả? Dạ. Chợ mới An Giang. Mình lên Đạo Hòa. Châu Thành. Dạ. Anh đi Long Xuyên. Dạ. Mới khác còn là Châu Thành. Dạ. Châu Thành là Nguyễn Châu Thành. Ừ, Châu Thành. Rồi ai đúng ai sai. Dạ. 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 Là ba. Dạ dạ. Châu Thành, An Giang. Là mình đến đây mình làm từ thiện hết luôn ha chú. Dạ. Thì mình bên Đạo Hòa Hảo. Dạ. Thì như là mình phục vụ 3 ngày lại lễ Xi Ma diễn ra. Rồi. Dạ. Mình đội ngũ mình nhiều không chú? 16 7 người. Dạ. Dạ quá nhiều. Đàn ông không hả chú? Có từ là chị đuôi. Dạ. Nấu nước cho nạn. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Chúc cho mấy chú luôn luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Phước báo rất là lớn luôn. Dạ. Bị đi cái này nó hoài con nhiều. Dạ. Cũng ăn con nhiều. Dạ. Ở đây là mình ở Châu Thành hết luôn. Ở Thành có ở mà cái bữa này thì mình không có nói được, bởi vì ở khắp nơi là ai có lòng từ thiện thì cứ vô tiếp, chứ không có nói là ở tỉnh An Giang. Dạ An Giang. Dạ. Thường thường là lễ Xi Ma gì mình đến những chùa rồi về để mình làm từ thiện luôn hả chú? Chỗ nào làm từ thiện rồi qua ai cho hai người kia không đụng chỗ đó là đi. Dạ. Ai mượn thì mình đi làm. Dạ. Mà không mượn thì không làm. Dạ. Mà bác ấy cũng đụng chết rồi hả? Ai cũng chết rồi hả? Dạ. Con nghe nói thì bên mình đến thì gạo gì mình đem đến toàn bộ hết luôn hả chú? Có gạo ở nhà chùa. Chùa mình ra công cho đồ đạc đi dành rồi. Dạ. Đồ đạc đem xuống nấu rồi. Dạ. Gạo chùa lo. Dạ. Dạ con cảm ơn các chú nhiều nha. Dạ. Thì cả nhà mình biết các chú là ở quê An Giang. Thì một cái tình thương mà các chú chia sẻ và đem đến phục vụ cho khán giả ở tại ngôi chùa Ô Chum, đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời luôn. Thì cả nhà mình cũng biết ở đây thì các cô ở đây là bên đội là chia cơm, và các cô phục vụ ở đây thì cả nhà mình cũng biết là những phần cơm được làm ra toàn bộ ở đây. Thì ở đây á, cơm này phục vụ cho khán giả, và ở đây có nước toàn bộ hết trơn, miễn phí toàn bộ khi mà mình đến với đại lễ Xi Ma diễn qua từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 2024. Thì cả nhà mình cũng biết là
ở đây thì miễn phí toàn bộ hết cho cả nhà mình khi mà đến với đại lễ này nha. Thì hộp cơm đã vô thẳng thàn để phục vụ cho những vị Phật tử mà đến với ngôi chùa Ô Chum nha cả nhà mình. Thì rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây thì từ đội ngũ nhân viên đến phục vụ ở tại chùa là rất là đông ở tại đây. Thì ở đây thì có những hũ dưa chua hay là nước mắm làm sẵn để phục vụ cho mình nha. Ở đây là các anh chị ở đây thì rất là đông để phục vụ trong những cái dịp lễ này. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của Sang Trần Vlog, và cả nhà mình nhớ đăng ký và subscribe, chia sẻ, ủng hộ nhiều hơn để có những cái video mới nhất nha cả nhà mình.